Em sẽ trình bày về cái aim of the study. Thì this study aim to explore high school ESL teacher perception about teaching learning strategy to their ESL student. Từ từ, vậy với cái này á là mình sẽ đi tìm hiểu xem là giáo viên họ có coi trọng hay không coi trọng cái việc dạy cách học cho học trò này không. Learning strategy mình có thể dịch ra là cách học, đơn giản như thế, không cần phải nói chiến lược được gì to tát, cách học. Thế giáo viên họ nhận thức là họ thấy cái này là cần hay không cần, vì có những người họ nói dạy cho học trò cách học nó biết đâu mà nó học, làm gì phải cầm tay chỉ việc. Cho nên là nhận thức của họ về cái sự cần thiết hay không cần thiết, tầm quan trọng hoặc là mức độ quan trọng của việc dạy cách học cho học trò. Xong rồi thì tiếp theo là ở đây là mình chỉ nghiên cứu về perception, không? Perception. Rồi em cho chạy qua cái phần objective thầy xem. Đây là Rồi. Perception about necessity, phải không? Sự cần thiết rồi. Advantage. Họ thấy là nếu dạy cho học trò cách học thì nó sẽ được cái gì về phía ông thầy, nó sẽ được cái gì về phía học trò, thậm chí nó sẽ được cái gì về phía phụ huynh nữa kìa. Rồi disadvantage in teaching, cái bất lợi trong cái việc dạy đấy là gì? Là ví dụ họ nói là tôi rất là muốn dạy cho học trò cách học nhưng mà đâu có thời gian vì cái bài nó quá tải, cái bài dạy chính ấy, nó quá tải, hay là đâu có cái môn hay học phần nào hay là cái thời gian nào để mà dạy cho học trò cái cách học đâu, hay là khi mà tôi dạy cho học trò cái cách học thì nó đâu có thèm để ý đâu, ví dụ vậy. Hay là bạn bè đồng nghiệp của tôi nó không có ủng hộ cái việc dạy cách học cho học trò vì nó nói là học trò không thể, bởi vì cách học nó là siêu nhận thức đấy. Mấy đứa có nghe cái từ siêu nhận thức bao giờ chưa? Người ta gọi là metacognitive, nhận thức về nhận thức thì gọi là siêu nhận thức. Bây giờ mình làm thì mình làm vậy thôi chứ đã chắc gì mình có cái nhận thức về phương pháp, về cách thức, về ý nghĩa, về mục tiêu vân vân các thứ đâu, đúng không? Rồi. Rồi Châu tiếp tục đi. Cái phần tiếp theo là em từ các cái objective thì mình sẽ có ba cái research question tư vấn này. Rồi, nó rất là rõ ràng, nó rất là khớp nhau rồi, không? Rõ ràng khớp, người ta gọi là align rồi. Giờ tiếp theo là công cụ để thu thập này. Em dùng questionnaire và interview đúng không? Ý là lúc đầu thì là em có nghiên cứu về cái perception với lại cái practice đó thầy. Nhưng mà sau đó là kiểu em trình bày một số cái khó khăn thì sau đó thầy đồng ý là giới hạn cái đề tài của em là về cái teacher perception thôi, nên em chỉ dùng cái phương pháp là questionnaire thôi thầy. Questionnaire. Và em nhận thức là cái bài của mình là thuộc cái kiểu mà nghiên cứu về quantity thôi chứ không phải là quality thầy. Thầy vẫn muốn là em có cái interview. Interview em không có cần nhiều, khoảng 3 người đồng nghiệp trong trường của em là được. Chứ em cũng không cần phải phỏng vấn nhiều hay là người ngoài trường chi mình nhờ đỡ nó khó. Nhưng mà em vẫn có cái phỏng vấn. Khi mà em làm cái bản điều tra đó thì đừng có mặc định rằng, ai mà mặc định rằng cái survey là nó sẽ ra cái định lượng là tào lao ha, hiểu vậy là bậy á. Tùy cái câu em hỏi, không? Cái câu em hỏi mà nó phân ra có thể cho được con điểm 1, 2, 3, 4, 5 thì tính điểm trung bình lại thì đấy nó mới là định lượng. Chứ bây giờ em hỏi là xin thầy cô hãy nêu lý do vì sao thầy cô không dạy cách học cho học trò, em chừa chỗ trống cho họ viết vào, thì cái thông tin em thu được là định tính chứ không có lượng liếc gì đấy cả ha. Cho nên em nói cái nghiên cứu của em nó thuần định lượng là không đúng đâu, không? Nhiều khi em phải thiết kế cái câu hỏi không phải chỉ có chọn ABC, chỉ có cho điểm 1, 2, 3 hoặc là rank thứ tự, mà cái câu hỏi nó là câu hỏi mở, open ended. Nên thầy vẫn muốn là em có cái cho dù là câu hỏi trong bảng câu hỏi của em nó có là câu hỏi mở đi nữa thì người ta viết nó vẫn rất là hạn chế.
Nếu em hỏi thì người ta có nhiều thời gian hơn và người ta diễn đạt được cái ý của người ta hơn. Cũng giống như những gì mà thầy trò mình nói trong buổi hôm nay này, nếu mà thầy viết ra là cả trăm trang ấy, đúng không? Còn nếu nói thì nãy giờ mình nói nó rất là nhiều và nó có quay đi quay lại, nó có giải thích, nó thuận lợi hơn nhiều. Cho nên thầy vẫn muốn em có ngoài cái survey thì có cái interview. Interview thầy chỉ cần ba người thôi. Ý là cái mà interview nó rất là khó để thực hiện đối với em thầy, tại vì như em trình bày là trường em có hai giáo viên Anh văn à, mà cái cô chuẩn bị lại cô lại nghỉ sinh á thầy, một tháng nữa cô lại nghỉ sinh, mà trường em thì nó nằm ở trong xã, nó xa các cái trường mà bây giờ dịch bệnh rồi, cái chuyện mà đi ngay cả tiết dạy mà lâu lâu mà xin nghỉ một tiết là cũng giống như kiểu nó không thể nào luôn á thầy, không có ai. Rồi, ok, thầy sẽ nói cho Châu luôn là participant của em là ai. Em sẽ hỏi thầy An, cô Huyền, cô Phương và cô Minh Thư. Được chưa? Toàn có nói khó không à. Cái khó là đặt câu hỏi cho nó đúng. Đừng có hỏi mà nó dư ra, bởi vì dư ra là em ngồi em gõ lại em chết, đúng không? Hỏi vừa đủ. Bởi vì em có thể nói không, tôi vừa đeo phone nghe cái băng ghi âm vừa phân tích không có được. Em phải gõ nó ra. Và vì vậy nó tốn công, không phải cái khó không nằm ở chỗ là phỏng vấn đâu, mà cái khó nằm ở chỗ tốn công ngồi gõ ra. Thì cái đấy có thể nhờ em Út hay là bỏ tiền thuê gì đấy thì em biết, nhưng khôn ngoan là hỏi vừa đủ, không hỏi vừa đủ chứ đừng có lan man, không là vẫn phải có cái đó. Bởi vì em biết là nhiều cái em không nghĩ tới được cho đến khi em nghe người ta nói cho em. Và cái nếu mà em chỉ trình bày mà gọi là định lượng không á, nó rất là khô khan, nó không có gì thú vị cả. Tôi hỏi 100 người họ nói rằng họ dạy online vì những lý do sau. Lý do thứ nhất, có 100 người nói vậy. Lý do thứ hai, chỉ có 20 người. Lý do thứ ba, không có người nào. Nó đơn điệu lắm. Còn nếu em có được cái thông tin từ cái dữ liệu từ phỏng vấn nữa thì em sẽ nói là khi chúng tôi phỏng vấn cái ông A, bà B, ông C, bà D thì họ nói như thế này nữa, đúng không? Thì nó có cái để mà em viết một cái luận văn, cái chương 4 nó dày dặn lên. Chứ không phải là đừng có sợ khó mà sợ cái luận văn mình nó không hay. Dạ. Có Ý thể là được. Không, cái đề cái title thì mình vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng mà trong có gì hết. Ở đây mọi thứ em giữ nguyên, title giữ nguyên, em giữ nguyên, objective giữ nguyên, research question giữ nguyên. Chỉ có mỗi một cái là công cụ của em là hai thay vì một, hiểu không? và cho thầy cho em hỏi là ví dụ như là em phỏng vấn những người ở trong nhóm luôn như thầy 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 chỉ với thầy, vậy thì ví dụ như là nó có vi phạm cái là mình phải có cái Không sao cả, bởi vì em sẽ không nói là em phỏng vấn ông An, bà Huyên, ông bà Thư, bà Phương, đúng không? Em phải cho họ một cái nick, không? Ví dụ ông An là em cho là gì mê gái, ví dụ, còn cô Huyên là cô mê trai, ví dụ em tự đặt vậy cũng được mà. Rồi em chỉ nói là họ là những người từ các trường khác nhau, nhưng em cũng không có nghĩa vụ phải nói họ từ trường nào, đúng nào? Khi em nói họ từ trường nào sao họ dám nói thật với em được, đúng không? Họ bạn bè với nhau họ nói ì Châu cũng nói gì ghê gớm vậy, nhưng ông hiệu trưởng của mình ông biết đếch gì về chuyện chiến lược chiến léo gì đâu mà nói vậy. Xong cái em khai ra là ông Phạm Ngọc An dạy trường đó, cái chết ổng à, đúng không? Rồi Ý là rồi. thầy 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 cho em hỏi lại là cho nó đúng với thầy, là ví dụ như là em điều tra là những cái giáo viên mà dạy ESL ở tỉnh Gia Lai à thầy, các cái trường phổ thông ở tỉnh Gia Lai đó là mình sử dụng cái questionnaire cho họ, còn cái mà ba cái người mà mình thực hiện phỏng vấn ở đây này mình có thể giấu danh tính của họ không thầy? Đúng rồi. Còn trong một cách là em nhờ bốn cái bạn còn lại trong nhóm mình. Cách thứ hai là cuối cái questionnaire của em,
thì em hỏi là thầy cô có sẵn sàng cho chúng tôi phỏng vấn không? Em xong thầy tin là nếu mà em hỏi 100 người thì cũng có vài ba người họ cho không. Và bây giờ em đâu có cần phải đến tận trường họ chi đâu, sợ dịch giết hay là sợ ông xã ông ghen đúng không? À, tôi phỏng vấn online qua Google Meet, tôi phỏng vấn qua điện thoại mà đúng không? Ông xã vô tư luôn đúng không? Của Châu là Gia Lai à? Dạ, em là Gia Lai thầy. À, Trường nhưng em nằm thầy trong khu vực xã thầy. trong đầu thầy thầy cứ nghĩ là em ở Hoài Ân. Dạ không, em ở Gia Lai thầy. Đấy, cho nên là em dùng cái cách đấy có khi là em không cần phải nhờ tới An Huyên vào đây nữa các thứ. Em nếu quý vị đồng ý cho chúng tôi phỏng vấn thì quý vị cho chúng tôi email số điện thoại. Hay là đứa nào mà chồng đại gia đó thì thêm vô một cái nữa là gì, chúng tôi sẽ để gọi là cảm ơn như một món quà cảm ơn quý vị, thì chúng tôi sẽ quay số bắt thăm một chiếc iPad cho người nào may mắn. Châu là chồng làm gì Châu? Dạ, chồng em lái xe thôi. À, lấy xem chắc là giàu đó, nói ổng cho em một cái phần thưởng 5 triệu để em làm cái quà. Nước ngoài họ hay làm vậy đó, nước ngoài họ hay là chúng tôi để như giống như là để cảm ơn đó, thì chúng tôi sẽ có một cái món quà quay số. Và nếu mà quý vị muốn tham gia thì quý vị cung cấp cho chúng tôi email chẳng hạn, và sau đấy thì chúng tôi sẽ quay số và trúng ai thì chúng tôi sẽ gửi cho cái người đó. Đấy, nghe nói Huyên đại gia mà đúng không, chơi trò đó hay đó. Dạ không có thầy, em nghe cũng ổn thầy. Thầy ơi, em thì em phỏng vấn bạn em các bạn họ cho học sinh đó, em muốn biết khó khăn từ học sinh. Theo thầy thì bây giờ em phải tới trường hay là em cũng sử dụng phương pháp giống như chị là phỏng vấn online hả thầy? Tìm hiểu được phỏng vấn online kiểu vậy hả thầy? Nó tùy cái điều kiện thực tế. Nếu mà em đến được trường, nó có cái hay của cái việc đến trường. Nhưng nó lại có cái dở là ở trường ấy, ví dụ như hồi thầy thầy làm á, thì thầy phỏng vấn trời ơi về nghe vỡ cả tai luôn, bởi vì cái buổi mình phỏng vấn ấy, trúng cái bữa họ hàng sách họ thưa họ họ gì tùm lum hết, mình về mình nghe vỡ cả tai. Cho nên là tùy điều kiện thực tế. Nhưng mà nói vậy với con người ấy, khi gặp nhau thầy hay nói vui nói đùa là gặp nhau phải cho da thịt nó đụng nhau một tí, tức là bắt tay hoặc là chạm vào tay của nhau ấy, thì nó vẫn có cái gì đấy nó hay hơn là qua cái không gian như thế này. Hôm qua thầy nghe Huyên nói là các em sẽ xuống nộp tiền thì thầy nghĩ là các em sẽ tập trung ở đây, cho nên thầy mới nói lại nhà thầy, chứ còn nếu không thì đâu có cần đúng không. Tất nhiên là vẫn cần cái kiểu giao tiếp trực tiếp như thế này, nên từ nay về sau thầy không có đặt nổi đâu, bởi vì thầy quá nhiều việc. Nhưng thầy sẽ có những cái cuộc hẹn một thầy một trò qua Google Meet như thế này. Tốt quá. Và cái thời gian của thầy nó khá là eo hẹp, cho nên chấp nhận là đứa nào mà có chồng rồi á, chỉ có Thư chưa có chồng đúng không, là không nói gì, còn đứa nào có chồng rồi thì cứ mở loa to ra cho ông thầy ông chồng nghe, ông khỏi ghen tuông gì ha. Chứ còn phải muộn một tí, bởi vì thầy kiếm cơm là thường phải sau 9:30 thầy mới rảnh. Dạ thầy Rồi, ơi, cô Châu còn hỏi gì nữa không? dạ ý là thầy cho em trình bày qua cái phần câu hỏi cho nó xong luôn thầy. Rồi, bây giờ thầy không cần nghe cái đấy nữa, mà thầy hỏi em đã có cái conceptual framework, em đã có cái theoretical framework chưa? Tức là có chỗ dựa để thiết kế câu hỏi chưa? Em cũng có đọc qua các cái bài báo và trong Đọc cái qua là không có chơi được, không có đọc qua gì hết á. Em phải biết rõ là ông A nói cái gì, bà B nói cái gì, và em phải có một cái list những cái đó. Và em tuyên bố ở trong cái chương 2, em tuyên bố ở trong chương 2 rằng là đây là cái conceptual framework. Conceptual framework tức là cái khung nhận thức, tức là tôi dựa vào đây để tôi thiết kế. Hay là nếu mà nó chặt chẽ hơn, nó hệ thống hơn thì mình gọi nó là theoretical framework. Em thích dùng từ nào cũng được. Nhưng em phải cuối cái chương 2 em phải nói cho thầy, em công bố với toàn thế giới rằng là đây là theoretical framework của tôi. Trong cái matrix mà hôm bữa em nộp vào ngày 15 tháng 2 thì cũng có đề cập đến một số cái conceptual framework đó thầy.
là cái đó em dựa vào cái đó để mà em viết cái chương 2 của em đó thầy. Có bao nhiêu người nói về cái này, xong rồi em hệ thống lại nha. Có những cái kiểu chọn theoretical framework thế này, thầy nhắc lại theoretical framework hoặc conceptual framework là cái khung lý thuyết làm chỗ dựa để em một thiết kế công cụ thu thập dữ liệu, hai phân tích dữ liệu và ba thảo luận kết quả. Khi em discuss cái kết quả nghiên cứu của em, không phải em nói từ hư vô mà em dựa vào hai thứ: một, dữ liệu của em nó nói cái gì; hai, người khác nói cái gì. À, rồi em mới tán thêm, chứ không phải ý của em là chính đâu. Dữ liệu là cái quan trọng nhất, và tiếp theo là ý của người khác, những cái phát biểu của người khác, chứ không phải là ý của mình là chính. Dữ liệu nói chứ không phải mình nói. Đúng không? Đúng cho rồi. nên cho nên bây giờ em phải hệ thống lại cho thầy là em có trong tay được bao nhiêu nhà nghiên cứu đã đề cập về ba cái vấn đề này. Đúng không? Tức là nhận thức về sự cần thiết này, nhận thức về cái lợi này, nhận thức về cái bất lợi trong việc dạy này, ba cái món đó thôi. Em focus vào ba cái đấy, và em phải có một cái list. Ông A và B, ông C và D nêu ra năm cái lý do cần phải dạy này, rồi họ nói là có bốn cái lợi thế như thế này này, rồi họ nói có sáu cái bất lợi như thế này này, thì tôi dựa vào cái này để tôi thiết kế survey questionnaire, để tôi soạn cái interview question, để tôi phân tích dữ liệu và để tôi discuss the finding và result. Nhưng bốn bạn còn lại cũng nhớ mấy cái đó nha. Xong nói xong ghi chép với thầy, vừa mới nói xong cái thầy hỏi lại cái quên mất vậy. Chỉ có mỗi Phương mang máng còn lại quên hết vậy. Dạ thầy ơi, ý là thầy coi qua giùm em một vài cái câu hỏi coi thử nó đã đúng cái yêu cầu chưa thầy. Rồi không, bây giờ không có quay quay hết, còn có 30 phút cho ba người nữa, cho hai người nữa, từ từ làm lại cho chuẩn xác xong rồi hãy nói. Cái cách thiết kế như thế này, xong từ từ vậy ha. Demographic đúng rồi, tách ra, nhưng mà cũng cần tách cũng được, để cái câu hỏi nó liên tục 1, 2, 3, 4, 5, nhưng mà trong đầu của em là nó có section ở trong đấy. Cái section đầu tiên gồm có 5 câu hỏi đầu, ví dụ vậy, là mình tìm hiểu cái demographic information. Cái này cái gọi là cái thông tin cơ bản về cái đối tượng cung cấp dữ liệu cho mình. Để mình có một cái mô tả. Trong nghiên cứu của chúng tôi đã hỏi cái gì 105 học trò có độ tuổi từ tuổi này đến tuổi này, họ đã có bao nhiêu năm học tiếng Anh, họ thuộc vùng khó khăn hay là như thế nào đó. Đại khái là mình có một cái mô tả về về cái những cái người cung cấp dữ liệu cho mình. Đấy gọi là demographic. Xong tiếp theo sẽ là những cái câu hỏi, và em phân vùng ra. Cực chẳng đã thì một câu hỏi mới lấy thông tin trả lời cho hai hoặc ba câu hỏi nghiên cứu. Còn bình thường, một câu hỏi thì lấy thông tin để trả lời một khía cạnh nào đó của một câu hỏi nghiên cứu thôi. Nó dễ trả lời cho người ta, và vì vậy nó cũng dễ thiết kế cho mình. Rất rõ ràng, không? Khi mình mô tả ở trong trong phim 3, không, mình sẽ nói là cái này các em bắt buộc phải làm ấy, là cái bản câu hỏi của chúng tôi nó gồm có 3 phần. Phần đầu tiên gồm có bao nhiêu câu hỏi, mục đích của chúng tôi là để lấy thông tin về những người cung cấp dữ liệu. Rồi tiếp theo sẽ là 6 câu hỏi tiếp theo, là chúng tôi đi thu thập những thông tin để trả lời câu hỏi nghiên cứu số 1, cụ thể là trả lời câu hỏi, đúng không? Đấy, phải mô tả cái bản đấy ra, chứ không phải là cứ ngấm ngầm làm đâu. Và vì vậy em phải biết rõ là câu hỏi này, câu hỏi khảo sát này trả lời câu hỏi nghiên cứu nào, rất rành mạch như thế. Ví dụ như câu số 1 của em đây thầy, là em nghĩ là cái chiến lược học hoặc cái cách học là đóng vai trò quan trọng trong việc dạy học sinh cách học tiếng Anh á thầy. Thì em dựa vào cái câu hỏi nghiên cứu số 1 là cái sự cần thiết để dạy chiến lược học của thầy. Em hiểu vậy đúng không thầy? Important role teaching students have learning strategy plays an important role in teaching. Cái mục đích thì đúng, mà cái diễn đạt câu hỏi tào lao,
Rồi bây giờ đầu tiên á là em đây không phải là key mà cái này người ta gọi là cái choice, cái lựa chọn. Thì em đã đánh số 1 là strongly degree rồi thì đừng có thêm cái SD nữa, nó làm rối cái người trả lời và nó cũng sẽ làm rối em khi phân tích dữ liệu. Em gắn cho nó con điểm rồi nè. Strongly disagree là 1 điểm. Rồi disagree là 2 điểm. Và sau này em cộng là em cộng cái điểm chứ em có đâu có cộng cái D, cái N, S, cái A, cái SA gì đâu, đúng không? Đó. Sau này em lấy 100 cái, em cộng điểm 1 là bao nhiêu người, điểm 2 là bao nhiêu người, điểm 3 là bao nhiêu người. Xong rồi em cộng, em lấy cái điểm trung bình. Không? Nếu điểm trung bình mà nó là 3 điểm thì em sẽ nói là gì? Phần lớn participants của tôi not sure, đúng nhỉ? Hoặc là em cộng lại em sẽ có là gì? Em tính là có 100 người cho em hỏi 100 người mà có 90 người cho 1 điểm. Khi họ đã cho 1 điểm thì họ không được phép cho 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, có đúng không? Thì mình nói là đại đa số hay là đến 90% số participants của chúng tôi disagree, không đồng strongly disagree với cái câu hỏi số 1. Điều đấy có nghĩa là, còn bây giờ thì phân tích cái diễn đạt này, learning strategy play an important role in teaching students how to allow. Tại sao learning strategy mà lại đóng vai trò quan trọng trong việc dạy học trò cách học tiếng Anh? Mình phải nói là dạy học trò chiến lược học có tầm quan trọng trong việc, trong cách học tiếng Anh của học trò. Chứ đây em diễn đạt có sai. Learning strategy can be used for teaching purposes. Chiến lược học có thể được sử dụng cho việc, cho mục đích dạy, dạy học. Nhưng bây giờ thầy hỏi ngược lại là câu hỏi này em dựa vào ai? Thầy nhắc lại em có 2 cái chỗ dựa. Cái câu hỏi này thì có thể nó phù hợp với cái câu hỏi nghiên cứu của em, nhưng em dựa vào ai thì chưa chắc em đã trả lời được. Em phải gọi là đối chiếu với 2 thứ. Bây giờ dựa cái chỗ dựa là câu hỏi nghiên cứu của em á, thì nó dễ. Nhưng cái chỗ dựa là trên ý kiến của ai, trên phát hiện của ai là nó khó hơn. Và cái khó đấy là công sức tìm ra để em có một cái list để em làm cái chỗ dựa. Vì phải nhắc đi nhắc lại là mình đứng trên vai người khổng lồ chứ không thể tự tạo cho mình một chỗ đứng được, bởi vì mình chưa là ai cả. Cho nên lấy hồ, nhưng mà hồ nó không có được đặc. Bây giờ mình giả miết cái nó ra thành hồ đặc hơn, chứ không thể lấy nước lã để vả thành hồ được. Như vậy tức là gì? Mình đã phải dựa trên kiến thức đã có để nghiên cứu tiếp, chứ không thể là theo ý kiến cá nhân của tôi là không được. Nếu ý kiến cá nhân của tôi thì em viết một cái bài báo dưới dạng đề xuất, chứ không phải là một nghiên cứu. Nghiên cứu là phải dữ liệu nói, mà dữ liệu thì muốn có dữ liệu phải thu thập, muốn thu thập phải dựa trên cách làm của người khác. Phải dựa trên kiến thức, những phát hiện, những điều đã biết. Còn nếu mà em mà ở cái mức là gọi là tôi bắt đầu ngay từ đầu thì em phải thuộc diện xuất chúng. Đúng rồi. Rồi xong chưa cô Châu? Rồi tiếp theo Phương nhỉ, ưu tiên cô Phương, ưu tiên mấy nhất, ưu tiên 4.